Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Thưa quý vị, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Đối với người Việt, Tết không chỉ là thời điểm quây quần sum họp bên người thân, gia đình mà còn là dịp thăm hỏi tri ân thầy cô và làm đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Gần 20 năm gắn bó với giáo án bục giảng, nhưng với cô giáo Hoàng Thị Hương, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, đây có lẽ là ngày Tết thầy đặc biệt nhất. Trong không khí Tết đến xuân về, cô Hương là một trong 4 giáo viên của tỉnh Hưng Yên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Mùng 3 Tết thầy năm nay, cô Hương không chỉ nhận được những tin nhắn chúc mừng, những cuộc gọi thăm hỏi mà còn tiếp đón nhiều học trò tới thăm. Với những học sinh lớp 10 này thì ngày mùng 3 Tết thầy năm nay cũng rất đặc biệt, bởi đây là năm học đầu tiên tại mái trường Trung học phổ thông và cũng là cái Tết đầu tiên cô trò gắn bó với nhau. Mùng 3 Tết thầy là dịp để cô trò gần gũi, thấu hiểu nhau hơn, là cơ hội để biết bao thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đến những người đưa đò. Ngoài ra, đây cũng là dịp những người trẻ Việt họp lớp, giao lưu với những người bạn cũ sau một năm dài ít có cơ hội gặp gỡ. Thưa quý vị, trong 3 ngày Tết Giáp Thìn 2024, từ 30 đến hết mùng 2, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khá là ổn định, không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, không có tình trạng đua xe trong đêm giao thừa. Trong 3 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự nào. Lực lượng chức năng phát hiện bắt 2 vụ 3 đối tượng vi phạm về quản lý kinh tế, về tàng trữ hàng cấm pháo nổ, tăng 1 vụ 2 đối tượng so với năm ngoái. Về tệ nạn xã hội, không xảy ra vụ việc nào so với 3 ngày Tết năm ngoái. Trên địa bàn trong 3 ngày đã xảy ra 2 vụ cháy tại huyện Văn Giang và Khói Châu, tăng 1 vụ, không có thiệt hại về người, xảy ra 3 vụ tệ nạn giao thông đường bộ. Cùng với đó, tại một vài nút giao thông chính xảy ra ùn tắc nhẹ. Tết là thời điểm của nhiều cuộc liên hoan, chúc nhau ly rượu, cốc bia mừng năm mới. Cũng vì lý do này, các vi phạm liên quan tới nồng độ cồn sẽ có chiều hướng gia tăng. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do bia rượu gây ra, trong ngày nghỉ Tết đầu tiên, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra các vi phạm về nồng độ cồn. Quốc lộ 39A qua địa bàn thành phố Hưng Yên, một trong những trục đường cửa ngõ vào thành phố. Do đó, các chốt kiểm soát nồng độ cồn thường xuyên được tổ chức từ trước Tết với phương châm không có ngày nghỉ, bất cả ngày đêm, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh công tác kiểm tra nồng độ cồn, trong đêm 30 Tết, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn phát hiện một số vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Không chỉ riêng tại quốc lộ 39, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại các tuyến đường cửa ngõ khác ra vào thành phố Hưng Yên như quốc lộ 38, một số đường tỉnh như DT379, DT376, qua đó đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết. Qua công tác kiểm tra, đa số người tham gia giao thông đã nghiêm chỉnh chấp hành, nhất là về nồng độ cồn. Theo thống kê, trong 3 ngày nghỉ Tết, công an tỉnh và công an các địa phương đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Việc tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn đã giúp kiềm chế tai nạn giao thông và hình thành văn hóa giao thông nói không với bia rượu khi tham gia giao thông. Chuyển sang thông tin khác, nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, năm 2024 này, thành phố Hưng Yên trồng khoảng 1.600 cây nhân dân như kèn hồng, bảng Đài Loan, trong đó tỉnh hỗ trợ 300 cây kèn hồng và 300 cây bảng Đài Loan. Qua đó, gắn việc trồng cây nhân dân với thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang cây trồng lâu năm và cây có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện kế hoạch trồng cây mùa xuân. Theo công văn về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Bắc Giang cũng nghiêm cấm đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành của nhân dân và du khách, nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội, không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, đảm bảo an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, như là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc.
Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 3 ngày từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thủ đô Hà Nội đã đón 187.000 lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 725 tỷ đồng, tăng 32,9%. Theo Sở Du lịch Hà Nội, việc tổ chức chuỗi các hoạt động sự kiện kéo dài thường xuyên qua Tết Nguyên đán đã làm cho du khách đến thủ đô được sống trong không khí Tết cổ truyền của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác còn tiếp tục kéo dài đến ngày mùng 5 Tết. Sáng ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán, tại huyện vùng cao Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã diễn ra hội thi chọi bò Xuân Giáp Thìn 2024. Hội thi thu hút hơn 20.000 khán giả tới xem cổ vũ. Đây là năm thứ 8, huyện Điện Biên Đông tổ chức hội xuân để tạo thuận lợi cho các chủ bò đến dự thi. Ngoài tiền thưởng, địa phương cũng hỗ trợ tiền vận chuyển bò để khuyến khích người dân tham gia thi đấu vào năm sau. Tiếp đó, tiếp tục đưa hội thi chọi bò trở thành nét văn hóa riêng có của địa phương trong dịp đầu xuân năm mới. Ngoài chọi bò, hội xuân năm nay còn nhiều hoạt động với các trò chơi dân gian truyền thống. Được hình thành từ lâu trong các lễ hội của cộng đồng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những năm gần đây, nét văn hóa chọi bò đã thực sự quan tâm chú trọng gìn giữ, từ đó không chỉ tôn vinh những hộ gia đình nuôi bò giỏi mà còn tạo điều kiện cho các hộ gia đình chăn nuôi bò trên địa bàn được giao lưu gặp gỡ, chia sẻ kỹ thuật kinh nghiệm chăn nuôi bò, thúc đẩy người dân hăng hái lao động sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế hộ gia đình để giảm nghèo nhanh và bền vững. Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế, Shinjuku, quận mới nhất ở Tokyo, Nhật Bản sẽ ban hành lệnh cấm uống rượu trên đường phố vào dịp Halloween, đêm giao thừa và các dịp lễ hội khác. Lệnh cấm sẽ áp dụng với việc uống rượu ngoài trời xung quanh khu giải trí Kabukicho nổi tiếng ở quận này. Lệnh cấm này bắt nguồn từ việc lượng người đến khu vực này vui chơi tăng vọt vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, sau khi quận Shibuya lân cận đưa ra lời kêu gọi người dân hạn chế tụ tập và tiệc tùng ở khu vực Scramble Crossing nổi tiếng gần nhà ga Shibuya. Tại Shinjuku, nhà chức trách cho biết mục đích của lệnh cấm là để ngăn chặn tình trạng đông đúc quá mức và phải dọn sạch hàng núi rác thiên tố. Dự kiến sắc lệnh sẽ được đề xuất lên hội đồng phường trong năm tài chính mới bắt đầu từ thứ Tư. Hãng sản xuất sô-cô-la nổi tiếng thế giới Hershey vừa thông báo giá sô-cô-la dự kiến sẽ tăng trong dịp lễ Valentine sắp tới do giá nguyên liệu cacao hiện ở mức cao kỷ lục. Trong ngày 9 tháng 2 vừa qua, giá cacao thế giới đã tăng vọt lên trên 19%, đạt mức kỷ lục là 5.909 đô la Mỹ một tấn, cao hơn tới 40% so với phiên giao dịch của hôm nay. Các thương gia cho biết, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn bình thường tại các nước trồng cacao lớn ở Tây Phi như Côte d'Ivoire và Ghana ảnh hưởng tới mùa màng, đe dọa làm giảm sản lượng thu hoạch. Trong 4 tháng tính từ tháng 10 năm ngoái, xuất khẩu cacao của Côte d'Ivoire và Ghana đều giảm trên 35% so với cùng kỳ năm trước. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc dự báo về giá sô-cô-la trong thời gian tới. Cây cacao rất dễ bị bệnh do nhạy cảm với bất kỳ sự thay đổi thời tiết nào, đặc biệt là khi thời tiết ấm hơn. Tại các quốc gia Tây Phi, hiện tượng El Nino xuất hiện đã tác động đến thời tiết và đe dọa mùa màng. Do thu hoạch tiếp tục kém nên giá cacao có thể sẽ còn tăng trong thời gian tới. Hàng nghìn nhạc công và vũ công trong những trang phục rực rỡ sắc màu vừa tham gia diễu hành trong lễ hội Carnival truyền thống, tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt trên khắp các nẻo đường của thị trấn mỏ lịch sử Oruro của Bolivia. Hơn 30.000 vũ công và 16.000 nhạc công trong những trang phục lộng lẫy đã tham gia cuộc diễu hành dài 4 km và biểu diễn những giai điệu truyền thống sôi động đặc trưng của quốc gia Mỹ Latin. Lễ hội Carnival Oruro hay còn gọi là Anata có nguồn gốc từ lễ hội cổ xưa của người Uru bản địa nhằm cảm tạ sự bảo hộ của các vị thần Waka. Lễ hội Carnival này được tổ chức thường niên với đặc trưng là hình ảnh các vũ công trong trang phục rực rỡ sắc màu, đeo mặt nạ, đội mũ và nhảy múa xoay vòng các thị trấn Oruro. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO cũng đã vinh danh lễ hội Carnival Oruro là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.